bước sang tuổi 40, cảnh giác căn bệnh tim mạch. Nam giới ở độ tuổi 40 không thể chống đẩy 40 lần liên tiếp nên lưu ý tới sức khỏe tim mạch. Càng chống đẩy được nhiều lần, khả năng mắc bệnh tim mạch của nam giới càng thấp. Một nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng số lần nam giới ở độ tuổi trung niên chống đẩy được có thể chính là chỉ số nói lên tình trạng sức khỏe tim mạch. Theo tờ JAMA New England của Mỹ, nam giới với khả năng chống đẩy trên 40 lần liên tiếp có nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ và tim mạch thấp hơn 96% so với nam giới chỉ chống đẩy được ít hơn 10 lần. Theo nhiều giáo sư của Đại học Harvard, sẽ có những vận động viên marathon nổi tiếng thế giới không chống đẩy được nhiều lần, và ngược lại, có những vận động viên thể hình chống đẩy rất tốt nhưng lại chạy không tốt. Nhưng từ nhiều nghiên cứu nói chung, có sự liên quan giữa năng suất chống đẩy và năng suất vận động thể thao. Khả năng chống đẩy có mối liên hệ gần gũi so với khả năng vận động như chạy trên máy thông thường. Dù đồng tình với quan điểm, hiện nay các bác sĩ vẫn chuẩn đoán bệnh tim mạch dựa trên kết quả vận động gắng sức trên máy chạy, bởi phương pháp này xây dựng tiêu chuẩn vàng và dữ liệu. Thông tin sử dụng tim mạch của bệnh nhân. Giáo sư Kenler cũng nói thêm, vì đối tượng nghiên cứu là nam giới nên kết quả nghiên cứu không thể áp dụng cho phái nữ. Dù ông ngờ rằng ở nữ giới cũng có mối liên quan tương tự. Bàn luận về ý tưởng này, ông Gerard Fletcher, giáo sư nội tim mạch tại phòng khám Mayo ở Jacksonville, cho rằng không thể sử dụng chống đẩy như một phương pháp chẩn đoán vấn đề về tim, bởi có nhiều người chấn thương xương khớp như chấn thương cánh tay không thể chống đẩy. Để bảo vệ và rèn luyện sức khỏe, giáo sư Fletcher khuyên mỗi người có thể dành 25 đến 30 phút mỗi ngày để tập các bài tập thể dục, vận động, vân vân. Bác sĩ Huyman lại đưa ra gợi ý cho các bệnh nhân về quy tắc 4. Ít nhất hãy dành ra 4 ngày trong tuần, mỗi ngày 40 phút luyện tập liên tục nhằm đạt được 4 lợi ích: cải thiện huyết áp, mỡ máu, cân nặng và đường huyết. Từ đó có thể sức khỏe tim mạch của bạn sẽ tuyệt vời hơn.